đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Ngậm ngùi rút khỏi pháo đài chiến lược, tình thế của Ukraine ngày càng ảm đạm, Bộ Chỉ huy quân sự tại Kiev cho biết quân đội đã rời đi vào cuối ngày mùng 1 tháng 10. Theo bộ này, các lực lượng của Ukraine đã rút lui để đảm bảo toàn nhân sự và trang thiết bị chiến đấu giữa lúc các đơn vị của Nga tấn công từ ba hướng và gần như bao vây thành phố sự sụp đổ của Ukleda là một cú hích cho Điện Kremlin và diễn ra trong khi quân đội Nga đang tiến công ở vùng Donetsk thuộc phía đông. Vào tháng 2 năm 2024, Moscow đã chiếm được thành phố Adika bên ngoài thủ đô của khu vực này. Kể từ đó, cuộc tiến công của Nga đã chiếm được nhiều thị trấn và làng mạc, đồng thời tiến đến gần Pokrovsk, một trung tâm hậu cần cách Akleda 80 km. Các chuyên gia quốc phòng cho rằng tiếp theo Ukraine có thể phải rút lui khỏi các khu đô thị đang chịu áp lực, bao gồm Torres và Selidov. Các kênh Telegram của Nga đã công bố video về những binh lính chiến thắng vẫy cờ Nga trên những tòa nhà đổ nát ở Akhleda. Trong một đoạn video, có cảnh bốn người lính đứng trong một căn hộ cao tầng bị phá hủy và cắm cờ bên ngoài. Mọi thứ sẽ thuộc về Nga, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Một sĩ quan tuyên bố, lữ đoàn cơ giới 72 của Ukraine đã bảo vệ Akhleda trong hơn 2 năm hôm mùng 1 tháng 10, họ cho biết quân đội Nga đã chịu nhiều tổn thất do giao tranh kéo dài khi cố gắng tấn công thị trấn này trong nỗ lực giành quyền kiểm soát thị trấn bằng mọi giá. Đối phương đã chỉ đạo quân dự bị thực hiện các cuộc tấn công thọc sườn nhằm làm kiệt sức khả năng phòng thủ của các đơn vị chúng tôi. Lữ đoàn 72 giải thích, Nga tuyên bố đã tiêu diệt được một số lượng lớn binh lính Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, có trụ sở tại Washington, Việc Akleda thất thủ sẽ không làm thay đổi cơ bản các hoạt động tấn công vì đây không phải là nút hậu cần đặc biệt quan trọng. Việc này cho biết các lực lượng của Nga đã kiểm soát các tuyến đường tiếp cận xung quanh. Hiện nay, họ sẽ phải điều động binh lính qua địa hình, chống trải để liên kết với các đơn vị xa hơn về phía Bắc. Tuy nhiên, Bức tranh chung của Ukraine rất ảm đạm. Nga đang tiến hành vào miền đông Ukraine với tốc độ nhanh nhất trong hai năm qua. Một cuộc đột kích của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã được phát động vào tháng 8 để giảm bớt áp lực cho các binh lính trên tuyển tuyến đã chiến đấu đến kiệt sức. Điều này khiến Moscow phải điều động một số đơn vị của mình, nhưng những đơn vị này chủ yếu đến từ các khu vực khác của chiến trường ở phía Nam và phía Đông Bắc. Tổng thống Putin cho biết Mục tiêu chính trị của Nga là chiếm toàn bộ khu vực Donbass ở phía đông nam Ukraine. Vào tháng 9 năm 2022, ông tuyên bố đã sát nhập bốn khu vực ở Ukraine, trong đó có Donetsk và Lugansk. Moscow đã kiểm soát một phần nam diện tích Ukraine nói chung, bao gồm khoảng 80% Donbass. Cuộc xung đột chủ yếu là các cuộc tấn công bằng pháo và UAV dọc theo một mặt trận được củng cố nghiêm ngặt trải dài gần 1.000 km và có sự tham gia của hàng trăm nghìn binh lính, Nga tăng cường sử dụng chiến dịch cộng kìm để bẫy và sau đó siết chặt các thành trì của Ukraine. Phát biểu hồi tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở phía đông cực kỳ khó khăn. Ông cho biết Nga đã sử dụng bom dẫn đường thả từ trên không để phá hủy mọi thứ. Họ tấn công bằng pháo binh và sau đó đưa bộ binh vào chiếm giữ các vị trí của Ukraine. Tổng thống Zelensky nói, nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần lập luận rằng Kiev cần vũ khí tầm xa để đối phó với sức mạnh không quân vượt trội của Điện Kremlin. Tuy nhiên, cho đến nay, ông vẫn chưa thể thuyết phục Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép sử dụng các loại vũ khí do Washington cung cấp như ATA, CMS để phá hủy các sân bay và mục tiêu quân sự khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trong chuyến thăm Washington và New York tuần trước, bao gồm cuộc gặp với ông Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, Ông Zelensky một lần nữa kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hạn chế. Nhưng cho đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa thể vượt qua mối lo ngại về khả năng leo thang hạt nhân với Nga. Sau khi giành được Akhleda. các blogger quân sự Nga cho biết Moscow có thể sẽ tiến tới Velika Novichika, cách đó hơn 30 km về phía Tây ở tỉnh Chaporizhia, lân cận Akhleda, nằm gần tuyến đường sắt tới Crimea. Các lực lượng Nga hiện kiểm soát 98,5% khu vực Lugansk và 60% Donetsk. Tổng thống Ukraine Zelensky đang ra lệnh cho quân đội Ukraine tiếp tục tiến vào khu vực Kursk khi họ sẽ sớm từ bỏ vị trí ở Vrkleda, Cựu trợ lý Lầu Năm Góc Stephen Brian viết trong một bài báo trên tạp chí Weapon and Strategy. Ông lưu ý, Akhleda sẽ là một chiến thắng tâm lý và quân sự quan trọng đối với người Nga khi họ đạt được thành công. Trong khi đó, ông Zelensky tiếp tục đưa quân vào khu vực Kursk. Cựu phó trợ lý Lầu Năm Góc nói thêm rằng, chính phủ của ông Zelensky dường như đang bị căng thẳng nghiêm trọng và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Riêng Tổng thống Zelensky đang ra lệnh cho quân đội tiếp tục tiến vào Kursk là một hành động khá kỳ lạ. Ông Brian kết luận, lễ đoàn cơ giới số 72 bị mắc kẹt ở Akleda. Người Nga đã bao vây nó từ mọi phía và kiểm soát mọi lối thoát. Trong ngày 1 tháng 10, thống đốc vùng Chabaykarsky Alexander Osipov cho biết trên kênh Telegram của mình rằng các binh sĩ của lực lượng vũ trang Nga đã kéo cờ quốc gia và biểu ngữ chiến thắng trên một bệnh viện ở Vukleda, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo vị quan chức này, lá cờ Nga được kéo lên bởi những người lính thuộc Tập đoàn Quân Cận Vệ số 29 đóng tại vùng Chabaykarsky. Theo kênh Mast Telegram, các trận chiến giành Vukleda kéo dài trong 31 tháng Chuyên gia quân sự Boris Dorjin cho biết nhóm lực lượng vũ trang Ukraine đã rời khỏi thành phố và rút lui về phía Bắc. Vadim Vilaskin, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự khu vực Donetsk do Kiev bổ nhiệm, cho biết 107 người vẫn còn ở lại thành phố. Trẻ em đã được sơ tán, việc cung cấp viện trợ nhân đạo, thuốc men và nước cho những người vẫn còn ở lại thành phố là vô cùng khó khăn các cuộc giao tranh khiến việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Torres, nơi có khoảng 15.000 người vẫn còn ở lại, trở nên rất khó khăn. Hầu hết, họ không muốn rời khỏi nhà của mình. Trước đó có thông tin cho biết, quân đội của lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng rời khỏi thành phố Vuleda trong khi chịu tổn thất lớn. Các tuyến đường thoát hiểm của quân đội Ukraine nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của lực lượng vũ trang Nga. Ở một diễn biến khác, quân đội Nga cho biết các đơn vị của họ ở tỉnh biên giới Kursk hôm 1 tháng 10 đã đẩy lui hai cuộc phản công do phía Ukraine thực hiện nhằm vào khu định cư Black cũng như ngăn chặn hai nỗ lực xâm nhập xuyên biên giới của lực lượng vũ trang Kiev nhằm vào khu vực Noviput. Thông cáo từ quân đội Nga viết: Các đơn vị của chúng tôi tiếp tục tấn công vào nhân lực và khí tài của đối phương ở các khu vực Bogdanova, Kychevo, Darinino Chenensky Slug, Luby Mokva. Ngoài ra, một kho hậu cần của đối phương nằm ở tỉnh Sumy, Ukraine cũng bị các chiến cơ Nga tập kích. Cũng theo bản thông cáo trên, các lực lượng Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk đã tổn thất hơn 19.250 binh sĩ. Giới chức Ukraine cho tới nay chưa lên tiếng về các thông tin do phía Nga đưa ra. Hãng tin TASS dẫn lời quan chức thân Nga ở Chaporizhia vladimir rogov nói rằng quân nga đang tiến vào vucleda và kiểm soát các khu vực ở phía tây phía nam và phía đông thành phố trong khi đó ukraine vẫn đang ở phía bắc vucleda và đang hứng chịu nhiều tấn công